Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lỗ chân lông to như hạt đậu cũng sẽ khít 100% nếu dùng dưa leo theo cách này. Cùng với thời gian, làn da của bạn sẽ có những dấu hiệu lão hóa nhất định, khiến bạn cảm thấy buồn phiền, mất tự tin. Trong đó, lỗ chân lông to sẽ làm da kém đi sự mịn màng, tươi trẻ cũng như là một phần trong những dấu hiệu tố giác tuổi tác của bạn đấy nhé. Vậy làm thế nào để có thể chống lại dấu hiệu này một cách hiệu quả nhất? Làm thế nào để lỗ chân lông ngày một thu nhỏ hơn, che khít hơn, góp phần tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời của làn da mịn màng không tuổi tác? Hãy cùng Đẹp Online tìm hiểu cụ thể về cách làm che khít lỗ chân lông hiệu quả ngay tại nhà, đơn giản bằng dưa leo dưới đây nhé. Và trước tiên thì chúng ta cùng điểm sơ qua phần nguyên liệu cho phương pháp này. Nguyên liệu thứ nhất là một quả dưa leo. Với thành phần giàu vitamin, khoáng chất cùng đặc tính làm sạch sâu và nhiều chất làm se da, dưa leo có tác dụng rất tốt trong việc thu nhỏ lỗ chân lông. Hơn thế nữa, khi dùng thường xuyên cũng giúp làn da trắng sáng, mịn màng, hết khô sần và giữ độ trẻ trung lâu hơn, lại điều trị mụn rất tốt. Nguyên liệu thứ hai là một quả chanh tươi. Đây là hai nguyên liệu chính của phương pháp se khít lỗ chân lông ngày hôm nay. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình một khay làm đá. Và giờ chúng ta tiếp tục đến với cách thực hiện của phương pháp. Với dưa leo đã được rửa sạch, bạn sẽ cắt thành những lát mỏng. Sau đó thì chuẩn bị dụng cụ xay cho dưa leo vào mang đi xay nhuyễn. Chanh tươi thì bạn vắt lấy nước cốt, bỏ phần hạt đi. Khi đã xay dưa leo, bạn chuẩn bị dây lọc, lọc lấy phần nước cốt dưa, bỏ phần bã đi. Sau khi đã sơ chế xong hai nguyên liệu, bạn chỉ việc đổ chung hai nguyên liệu này vào với nhau. Dùng thìa khuấy đều để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất. Như vậy thì cũng rất nhanh để tạo ra hỗn hợp phải không các bạn? Với bát hỗn hợp này, các bạn sẽ đổ vào khay đựng đá. Và bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 5 tiếng đồng hồ, đến khi hỗn hợp đông thành đá thì mang ra sử dụng. Và đây là khay hỗn hợp của chúng ta khi đã đông thành đá. Và sau đây là cách sử dụng những viên đá dưa leo này.
Vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn vệ sinh da mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt cho lỗ chân lông thông thoáng. Sau đó thì lấy từng viên đá dưa leo chanh tươi bỏ vào một miếng khăn bông mềm, mỏng, nhẹ nhàng thoa lên mặt theo hướng vòng tròn. Thực hiện 5 phút thì ngừng lại và để nước dưa leo chanh trên bề mặt thêm khoảng 15 phút nữa cho các chất dinh dưỡng thẩm thấu hết vào da. Cuối cùng thì dùng nước ấm vệ sinh lại da mặt. Với những viên đá còn dư thì bạn có thể bảo quản trong túi bóng sạch và để ở ngăn đá tủ lạnh, dùng dần trong vòng 1 tháng. Mỗi tuần các bạn nên thực hiện cách xoa khít lỗ chân lông bằng dưa leo và chanh từ 2 đến 3 lần. Bạn sẽ thấy làn da của mình thay đổi rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Lỗ chân lông dần dần nhỏ lại, da mịn màng, trắng sáng hơn, giảm thâm nám và căng tràn sức sống. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm được một phương pháp giúp xoa khít lỗ chân lông tại nhà an toàn và tiết kiệm. Hãy áp dụng ngay hôm nay để trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.